Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel của mình vào một buổi sáng tại sân bóng đá Sportlet. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục đi gặp và thử thách một cầu thủ. Mà nói cầu thủ thì không đúng, đó là một ông bầu. Một ông bầu của một đội bóng. Let's go. Đây là ông bầu của một đội bóng rất có tiếng tại Sài Gòn. Anh giới thiệu tên cho mọi người cùng biết nhé. Mình là Quốc Mỹ Trang, hiện tại là chủ tịch của câu lạc bộ Quốc An Quốc Mỹ Trang. Câu lạc bộ mình được thành lập năm mấy ạ? Năm 2017. 2017 ạ. Là thành lập được 3 năm rồi và đã đạt được những thành tích gì trong những năm vừa qua? Thành tích mà gần nhất là hạng nhì của SPL. Hạng nhì SPL ạ. Cho em hỏi là anh thường hay tập đá bóng hay đi đá bóng không? Tại em nghĩ là thường cái ông bầu thì ít tập đá bóng lắm không? Thường thì một tuần thì Quốc Mỹ Trang đá tầm 2 trận. Dạ, anh có đá thường xuyên? Cũng vô sân từ 15-20 phút. Dạ, vẫn có thi đấu, vẫn có đá bóng. Dạ, chắc là kỹ năng chắc cũng tốt lắm nha. Cũng tạm tạm. Dạ vâng, dạ, hôm nay mình sẽ thử thách anh Quốc Mỹ Trang xem là anh ấy có thể có những kỹ năng bóng đá gì hay ho giống như các sư phụ không nha. Rồi, let's go. Rồi, thử thách đầu tiên mình sẽ thử thách anh Quốc Mỹ Trang tân bóng nha anh em. Thì trong 30 giây em thử thách anh là tân bóng để xem anh tân được bao nhiêu cái. Có muốn khởi động trước không nha? Rồi, thôi em vô luôn nha. Khỏi là vô luôn á. Ok, rồi 30 giây chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tất cả mọi bộ phận trên người luôn. Được 45 cái. Ok, nếu anh em thấy hay thì hãy like cho bầu Quốc Mỹ Trang nha. Rồi, mình sẽ cùng đến thử thách tiếp theo, thử thách rê bóng. Mình sẽ đi trước xem là mình đi trong được bao nhiêu giây. Lúc đó sẽ mình sẽ thử thách anh Quốc Mỹ Trang xem là anh ấy đi được bao nhiêu giây nha. Rồi, mình thử trước. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. mười tám giây mười bảy rồi. Ok, có cần khởi động hay tập vợt chứ không nè? Vô action luôn em. Action luôn hả? Rồi action luôn ha. Em hô cái là đi nha. 3 2 1 bắt đầu. Rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất gọn gàng, ở trong rất nghệ, rất tuyệt vời. Quá hay, giờ go lên luôn. Quá ghê. Thời gian đã chơi về lượt cuối thôi. Tiếp tục. Wow, 21 giây nha anh em. Cũng rất là hay, rất là tuyệt. Thấy có những cái động tác mà đi rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Anh có tập qua những cái bài tập này bao giờ chưa? Chưa lần nào. Chưa lần nào. Đó, nhưng mà đó là những cái kỹ thuật qua người rất là cơ bản để tập luyện rê bóng rất là tốt và cải thiện kỹ năng rê bóng của mọi người. Rồi, tiếp theo là thử thách đỡ bước 1. Thank you.
thách cuối cùng xuống sàn ngang với khung thành kia và vị trí ở đây ha. À, rồi cho anh 5 quả, ráng ít nhất là phải 3 lần trúng sàn ngang được không nha? Ok, ok, rồi bắt đầu nha. Quả đầu tiên go. Thì cố gắng trúng luôn quả cuối cùng anh nha. Rồi chơi. Hay thì nhớ like cho video clip này nha. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về đi gặp các sư phụ, gặp các ông bầu như thế này. Xin chào, hẹn gặp lại.